đức vua anh minh và nhân đức của vương quốc Aodhya vừa mới xa băng, khắp kinh thành những hồi chuông báo tử cùng những lời cầu nguyện cho một đấng quân vương đi vào vĩnh cửu, xoáy đao khắc khoải lòng người, vàng quả thiêu rực lửa, thi thể của quốc vương sẽ được đựng vào bình vàng. Ôi trong lửa hồng đốt thân rồng lìa bìa phụ vương, con nhớ bao ngày qua con đường là hoàng nhi, ngôi cao chi nhờ phụ vương lo thay hòa nước dân, tất trăm điều học cha giữ gìn sông núi, cha mất biết ai giúp cho con. Giờ đây chỉ con lo âu dây việc nước, nối thai ngôi vua được người kính yêu. Lòng thèn lòng con đây kém tài non trí, biết phải sao đây giúp dân. Phụ vương ơi, con biết phải làm sao đây? Phụ vương. Dạ, kính chào hoàng tử Viêm kính mến. Im đi, tên quản quan đa sự, ta đang muốn yên tĩnh. Đi đi, ngươi hãy đi đi. Dạ, đi thì được rồi, nhưng còn lệnh. Lệnh của ai? Lệnh của hoàng hậu cùng với triều đình. Họ muốn gì? Thưa điện hạ, hoàng hậu ra lệnh truyền hoàng tử Viêm phải rời khỏi kinh thành Aodhya nội trong đêm nay, nếu không sẽ bị xử theo luật định. Luật gì? Luật của ai? Hoàng hậu kế mẫu của ta muốn gì mà phán như thế? Luật của xứ sở Aodhya là ta sẽ kế vị phụ vương ta. Dạ, tờ di chúc của tiên vương. Phụ vương ta đã viết gì trong tờ di chúc? Dạ, tờ di chúc đã được đem đọc trước văn võ triều thần. Tiên vương đã phán, người được chọn nối nghiệp tiên vương không phải là thái tử Viêm. Hả? Vậy tiên vương bảo ai xứng đáng ngôi trời? Người xứng đáng là hoàng tử La Lết, người em khác mẹ của thái tử Viêm. Trời, di chúc của cha ta hay là một âm mưu? Di chúc còn ghi khi La Lết lên ngôi thì tức tốc hoàng tử Viêm phải đi xa. Một nước không thể có hai vua đã rõ ràng rồi, nếu biến cưỡng hầu cứ xử phạt thằng tay. Trời ơi, phụ vương ta định thế hay hoàng hậu kế mẫu của ta định thế? Cả triều thần dân chúng Aodhya đều để vậy sao? Không, ta không đi. Dạ muôn tâu, giờ này hoàng hậu và tân quân đang chờ thần quay lại, xin hoàng tử đừng để cho hạ thần phải bị tru di. Quân sĩ, xin mời và tiễn chân hoàng tử ra khỏi hoàng thành. Được rồi, hạ cung tên đau kiếm đi, không có tình thương ta còn ở đây làm gì nữa. Vĩnh biệt phụ vương, vĩnh biệt kinh đô Aodhya cùng những kỷ niệm êm đềm quá khứ, ta đi đây. Xây đây còn tìm nhau chi nữa, chỉ thêm đau. Cuộc đời ta hiện giờ nào khác tên hành khách. Đêm nay ta định âm thầm chia biệt, để khỏi đau thương khi cách bước già từ. Không, Prim ơi, em không thể xa chàng. Xây đa ơi, cuộc đời ta hiện giờ còn thua một tên hành khách. Trong tay còn không có bị gậy làm hành trang, thì làm sao ta đành tâm? Đời xây đa dương lụy
đa, cho tròn nghĩa đá vàng. Cho dù nhung lửa bao gót son, vẫn không xóa được bên chàng giang lao chúng sớ kia. Nhưng mà hiện nay ta lắm cảnh lưu đày, tâm thân lưu là không quyền mang chi theo bước chân. Prim chàng ơi, người ta có thể buộc chàng chịu phát giảng ly kinh, chứ không thể buộc chàng mang theo tình yêu và nhân nghĩa. Cũng không ai cấm được xê đa giữ vẹn lòng chung thủy, tự nguyện sớ chia gian nguy khó nhọc để theo chồng. Dù vượt qua lửa đỏ xuyên sơn em cũng chẳng đau lòng, nhưng nàng theo ba phải lìa cha xa mẹ xa, nhung lụa son vàng dày đã sỏi đạp trong gai. Lẽ đời xưa nay người con gái khi xuất gia, chồng vợ kết đôi như bông giấy hình, chỉ tới lúc mất hình thì mới đành mất bông. Hơi thở tình yêu làm cho bóng không thể xa hình. Xơi đó, xơi đó, nàng là một đóa hoa hương sắc, ta không đành để cho nàng bị vùi dập dưới gió mưa. Lòng tự ái cao thượng đó sẽ làm cho chàng ân hận, thiếu vắng vợ hiền, é chặt không đủ sức đi trọn quãng đường đời. Xơi đó, ta đã hiểu tình nàng cao đẹp quá. Thôi, chúng ta đi. Anh Bơ Rin, chị Xê Đa, anh chị quyết cắt nhau đi. Chẳng nhớ tới chứ bớ lẽ là thằng em kết nghĩa. Đã từng cùng anh chị chung thề sanh tử một bước không rời. Anh Bơ Rin, anh nỡ bỏ em sao cô độc giữa chợ đời. Anh nghĩ coi em sống sao đây khi xa anh chị, giữa kinh thị đông người em phải tủi thủi cô đơn. Em là Bơ Le, em là Bơ Le đã nguyện thề kết nghĩa với Bơ Rin, sung sướng cùng chia gian nan cùng chiều. Nếu anh chị không cho em theo gì dướng chân bận biểu, em liều tự giận cho lòng không đau nổi biệt ly tình. Đừng tự giận Bơ Le. Bơ Le, anh chị bỏ em còn sống nữa làm gì? Đừng Bơ Le. Đừng chết, anh bằng lòng cho em theo anh chị rồi mà. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Bơ Le này thề một lời chỉ có chết cũng thay đổi được thôi anh chị. Hỡi ơi, từ khi nhận được tin trước khuế cùng với sự phụ vàng của anh em ruột thịt, ta đã chán ngán không còn tin tưởng nhân tình được người đời muôn thuở ngợi ca. Ta muốn một mình âm thầm đi vào rừng núi thật xa, ngọ hầu đánh mặt mồi ân tình đen bạc. Nhưng tình nghĩa xê đa với Bơ Le đã làm cho ta nghĩ khác, là ta vẫn còn thấy được nhân nghĩa trên đời. Một người vợ hiền với một đứa em nuôi lại son sắc yêu thương ta hơn tình quyết nhục. Xê đa là tình yêu, Bơ Le là tình bạn, ta vẫn còn hai nguồn an ủi khó sao quên. Chúng ta đi. Thôi đi anh chị. Anh Đương, bác anh Đương, bảo ra bác đó. À, bác được rồi, con sẽ bị cắt lưỡi chặt tay nghe chưa con? Mày hãy cắt lưỡi tao đi, mày hãy chặt tay tao đi. Quân khốn nạn, tụi bay là lũ ăn thịt người. Nè, thịt tao nè, ăn đi, ăn đi đồ khốn nạn. Khốn nạn hả? Ấy, chó chết, có tội mà còn ương ảnh hả? Đi, hãy quàng anh linh
người đó tội gì phải chặt tay cắt lưỡi? Đã ăn trộm nhiều lần, lần này lệnh quan trên phải xử gắt, làm gương phải cắt lưỡi chặt tay. Tội xử sao quá nặng, luật ở đâu kỳ vậy? Thì luật của vua ban đã mấy chục năm. Thôi đừng có nhiều lời mày, đi. Anh lính, tôi đã muốn xin tội cho người này. Tên kia, ta là Hoàng Tử Riêm, muốn xin tội cho tên này, ngươi nghĩ sao? Dân, mở trói mày. Cảm ơn Hoàng Tử đi mày. Cảm ơn hả? Cảm ơn cái gì? Hoàng Tử muốn tha tao để cho Hoàng Tử đỡ buồn. Chứ có nhân có nghĩa gì đâu mà bắt tao phải cảm ơn. Tên kia, ngươi đánh giá lòng nhân ái của ta thấp như thế sao? Tôi có xem hành động của Hoàng Tử là nhân đạo nhân ái gì đâu mà Hoàng Tử nói tôi đánh giá cao hay thấp. Tại sao như thế? Tại vì Hoàng Tử là Hoàng Tử, những người trong hoàng tộc quý tộc đều vô nhân đạo. Nhà ngươi quán ghét triều đình đến như thế à? Không phải chỉ một mình tôi thôi, mà dân chúng ở khắp kinh thành Ốt Gia này đều quán ghét như thế. Xin kính chào Hoàng Tử. Anh Rim, chị Sida, để em lấy bánh cho anh chị ăn đỡ đói nghe. Có bánh em để đây đâu mất rồi? Ủa, cái túi tiền của ta dắt ở đây cũng đâu mất rồi? Rồi, chắc là tên ăn trộm nó đánh cắp của chúng ta rồi. Thằng khốn kiếp, vậy mà anh chị lại xin tha tội cho nó chứ. Bơ le, ta nghĩ ta cần đến tha tội cho nó, vì nhờ nó ta mới hiểu rõ lòng dân quán ghét kẻ cầm quyền ăn trên ngồi trước như thế nào. Từ trước tới nay, ta cứ ngỡ phụ vương ta là một vị vua đức độ anh minh, nhân đức trải khắp bốn phương. Đau ngờ đâu dày đầy bất công đói khổ, bài học mai sao ta có về ngôi cửu lộ, ta sẽ răng lòng khi nắm quyền cai trị muôn dân. Brim chàng xoay đa, Brim chàng ơi, nhưng hoàn cảnh hôm nay chúng ta đang bị lưu đày. Xây đa, Hoàng Tử Riêng không có quyền để sanh linh đồ thai, anh không thể chán ngăn từ đầu, nếu cần phải lo xong chuyện đổi gian sang. Hoàng Tử Riêm, Hoàng Tử Riêm, Hoàng Tử Riêm. Vì thế lão hành khất, ta không còn tiền bạc hay bánh cái gì cho thêm lão được đâu. Không không, hoàng tử hãy chạy trốn mau đi, kẻo không còn kịp nữa, vì quan quân triều đình đang kéo đến đây dây bắt hoàng tử đó. Hả? Dây bắt ta? Cảm ơn lão, ta không còn gì để tặng lão, chỉ còn áo mạo này ta tặng lão vậy nè, nhớ giữ làm kỷ niệm nghe chưa. Seda, Bơ Le, chúng ta đi. Cầu thần viết lưu phù hộ bình an cho thái tử điện hạ. Đây áo mạo này ta sẽ mặc vào cảnh lạc hương cứu thoát hoàng tử có thời gian chạy thoát. Được rồi, quân sĩ đâu? Vậy bắt hoàng tử kim cho ta, lẹ lên. Kìa, hình như hoàng tử ngồi ở góc kia kìa, bắt mau lên. Được rồi. Đem lại đây, mau đi. Dạ, con xin lại ông lại bà. Trời ơi, không phải Riêm, hành khất mù mặt. Đuổi theo, kiếm bắt Riêm mau lên. Đi, đuổi theo. Bà vua quỷ Riêm, nó quyền lực vô sống trong tay ta biết bao nhan sắc. Chưa từng nào ta sai đắm như nhan sắc xê đa. Mày kiếm đợt này, tha quỷ lòng trung thủy, quyến rũ cho vua Riêm bạc tình bội phản, ta thề phải cướp lấy xê đa. Xê đa,
đời với những bon chen lọc lừa phán trắc, ta tưởng như nàng sẽ giữ vẹn tình yêu vững bền hạnh phúc. Chờ hôm nay giữa núi rừng hiu quạnh, vừa trải qua cơn ác mộng khiến cho ta linh cảm tình chồng vợ đôi ta sắp xảy ra một cuộc chia liền. Đừng bỏ ta xế đã ơi, hồn ta đang cần u ám nặng nề. Dâng em sợ bên chàng chia bùi sẽ ngọt, từng mang thịt da rừng rực lửa đam mê. Hả? Nàng là ai? Em là người con gái nhựa sống tràn trề gian tay, mời gọi chàng bước vào cùng ân ai. Giang ra, ta nhất quyết không làm người chồng phản bội xây đa. Một người vợ kiên trinh son sắc vẹn chung tình. Giang ra, giang ra, làm gì cứ ôm ta hoài vậy? Mặc quần áo vào đi, trơ trẽn lắm, không ta sẽ giết nàng bây giờ. Khá lắm, khá lắm. Hoàng tử riêng không ham nhan sắc, khâm đấm lưỡi bởi dục tình. Kìa, ngươi là ai? Rẹp, vua quỷ. Vua quỷ à? Bây giờ ngươi muốn gì ở ta? Nói đi. Rìm, ta muốn giúp hoàng tử xa cơ thất thế. Một ông vua không ngôi báo, đang sống thân sơ thất sở trong rừng, giành lại quyền quy. Ngươi là quỷ, làm sao giúp được con người? Ấy, ta là quỷ, nhưng lại là vua quỷ. Quyền quy của ta là vô tận vô biên, trong con người là tam bành lục tặc, ta hiện thân của tội ác và dục vọng, chỉ có ta mới dám đương đầu cùng thượng đế mà thôi. Ta đặt điều kiện với Rim để trở thành bằng hữu kết giao. Thế nào? Ta giúp người hoạn nạn khổ đau, cũng bởi loài người cũng sát hại lẫn nhau. Ta sẽ giúp người lấy lại sức mạnh và quy quyền của một đấng quân vương. Người đã nói điều kiện kết thân, điều kiện gì? Nói thử cho ta nghe. Ta khao khát bởi ta là vua dục vọng, muốn đổi báo vật kỳ diệu ở tay ngươi. Ta bây giờ đâu có còn chi? Báo vật là vợ hiền trung thúy Xê Đa. Diệp, khốn nạn, mày phải chết. Đừng mong giết được vua quỷ mà lầm. Hỡi tên hoàng tử thất sủng ngu dốt hèn mọn, rồi đây ngươi sẽ trả một giá rất đắt vì sự ngạo mạn này. Nhất định Xê Đa phải thuộc về vua quỷ. Xê Đa phải thuộc về ta. Xê Đa phải thuộc về ta. Anh Rim, anh Rim, người ta đã bắt chị Xê Đa đi rồi. Hả? Người ta bắt Xê Đa rồi à? Trời ơi, mất Xê Đa thì làm sao ta sống nổi? Bờ nè, ai đã bắt Xê Đa? Hắn là một tên có sức mạnh vô song. Em nhảy vào giành giật lại chị Xê Đa, bị nó đánh gục bất tỉnh. Vừa tỉnh lại, em chạy về đây báo tin cho anh hay. Anh Rim, em không giữ được chị Xê Đa, em bất tài, em có tội. Xin vĩnh biệt anh. Đừng, Bơ Le, ta vừa mất một người vợ hiền, bây giờ em nỡ để ta phải mất đi người bạn tốt nữa hay sao? Anh Bơ Le. Con ác quỷ, bây giờ ngươi lại thay hình đổi dạng bằng con khỉ già, bị bắt Xê Đa đi đâu? Nói. Đừng, đừng giết tôi. Tôi tới đây để giúp ông, chứ chẳng hại ông đâu. Người lại. Tôi là khỉ Hanuman. À, một con khỉ mà biết nói tiếng người à? Tôi là khỉ biết nói tiếng người, chứ chưa phải là người. Tôi đến đây để báo cho ông biết, vua quỷ rếp đã bắt Xê Đa. Tại sao ngươi lại giúp ta? Vì tôi muốn làm bạn với người để được làm người. Nhìn những giọt nước mắt của con người khóc thương nhau, tôi càng thèm được khóc mà không sao rơi nước mắt. Có lẽ tại tôi chưa phải là người. À, nhìn ngươi có vẻ chân thật. Được rồi, nhân danh hoàng tử riêng của xứ Aodya,
ta nhận Hanuman làm bạn. Ôi sung sướng quá, sao kỳ lạ quá, sung sướng mà tôi cũng muốn thèm rơi nước mắt nữa. Sao nước mắt tôi không rơi được? Tôi được làm bạn với người rồi, tôi sẽ học làm người. Ôi cảm ơn Rim, cảm ơn Rim. Nhân danh tình bạn Hanuman, hãy dẫn ta và Bala đến động quỷ để đòi lại Sela đi. Dân, tôi sẽ đưa đi. Nhưng thưa Prim cùng Bala, đường đến xứ sở vua quỷ rếp hiểm nghèo, trèo leo phải nhảy qua nhiều mỏm núi nhọn, quắt đá bay mèo, trật chân là mất xác. Như thế làm sao ta qua được? Đã có bọn khỉ chúng tôi lấy thân làm cầu thai gian, để cho bước chân người đi qua từng vách đá. Hanuman, bạn làm ta xúc động quá. Bơ le ơi, cứu xê đa, ta thề phải giành lại ngai vàng. Bởi ta không thể ngồi chờ số phận đỏ đài. Hanuman, tại sao bạn lại tốt với ta? Tôi muốn có người làm bạn với tôi. Dù tôi là thú chưa phải là người, nhưng nỗi vui buồn cũng xin được sớt chia. Được rồi, chúng ta sẽ đi. Hanuman bạn, chúng ta đi. Dân đạo quân khỉ các con của ta, chúng ta hãy đột nhập vào sào huyệt vua quỷ đếm để giải cứu cho nàng Seda, nghe chưa? Tất cả các con lên đường. Seda, gian sáng này của ta là bất khả xâm phạm. Nàng đừng mong Rim tới đây giải thoát cho nàng. Hãy yêu ta đi, hãy yêu ta đi Seda. Giang ra loài ác quỷ, ta thà chết chứ chẳng phụ chồng. Trời ơi, Rim ơi, em thà chết chứ không thể thất thân cùng loài quỷ dữ để phụ chồng. Thiếp xin gửi xác vào vực sâu kia để hồn em được theo chàng. Rim ơi, xin vĩnh biệt. Dừng lại Seda, bà đừng chết. Buông ta ra. À, lại một loài quỷ dữ. Bà đừng sợ, bà đừng sợ. Hoàng tử Rim, chồng bà và Bơ Le sắp tới sao? Hả? Ngươi nói thật chứ? Tôi hiểu, gương mặt xấu xí này của tôi làm bà ghê sợ và ngờ vực. Tôi thề rằng tôi nói thật, chính tôi muốn theo Rim để học làm người. Cảm ơn thần linh còn thương xót Seda. Rim ơi hãy cứu em. Kìa, có kẻ lạ mặt đột nhập vào sào huyệt của ta. Ngũ sĩ đâu? Tìm bắt hết bọn chúng cho ta. Nghe tiếng hú đúng là con khỉ độc. Vua quỷ rếp, có ta đây. Này khỉ độc Hanuman, người đến gian sang ta để làm gì? Ta đến đây để cứu người, vì ta sắp từ giả loài thú để làm người. Ngu xuẩn Hanuman, người nên nhớ, trong lúc thú, người phải thoát khỏi vòng tay quyền lực của ta. Còn được làm người thì chính ta đã ở trong ngươi rồi đó. Chính vì lẽ đó mà ta đến đây tìm giết nhà ngươi trước. Thôi hãy im đi, còn khí độc ngu si, ta với ngươi không quán không thù. Đối với ngươi, ngươi là kẻ thù gián kiếp. Vì yêu người, ta phải giúp họ diệt mì. Không dễ đâu con khỉ ngu. Ngươi vào đây thì hết buồn ra, ta sẽ thay trời quá kiếp cho ngươi. Hãy giữ lấy thân con khí đột dại khờ, chưa kịp làm người ngươi quá ra mà. Seda, nàng đã thuộc về vua quỷ. Seda, giang ra. Prim, tại sao chàng lại đuổi xua em? Trời ơi, bao nhiêu ngày Seda đã sống chung cùng vua quỷ, giờ tận mặt nhìn nhau chưa kịp vui mừng tương hội. Sao lòng ta cứ nghe như rạn vỡ ở trong lòng nghẹn ngào.
nàng còn nguyên vẹn né qua xuân. Lòng gia đàn bà không thể chữ thủy chung, miệng vẫn son sắc nắng thời mà lòng còn nguyên vẹn hay không? Brim, quan cho thiệt lòng. Hãy im đi. Những ngày tháng xa nhau, vua quỷ cứ theo quyến vũ ân cần. Nhưng em định liều thân cho tròn tiếc nâng. Chính hoa nụ man đã kịp thời ngăn khuyến em chờ tay ngộ lương nhân. Đã bắt được vị Rip rồi. Đưa hắn vào đây. Rip, bây giờ ngươi hết khoe khoang khoác lác rồi chứ? Ta đã là người chiến thắng. Rip ơi, ngươi ngây thơ quá. Vì muốn trở lại đây nhìn tận mặt Xê Đa và báo cho ngươi lời tuyên chiến sau cùng, ta mới để cho bị bắt. Thôi im đi. Xin anh cho em quá kiếp vô quỷ này cho rồi. Không giết được ta đâu, ta cũng bất tử như thượng đế. Ngươi đã vượt qua dòng sông sắc dục, băng được qua núi đau đớn chia lìa. Ngươi tưởng ngươi đã là người chiến thắng đó sao? Không, không đâu. Còn những ngọn lửa tham sân, những con sóng hờn ghen nghi hoặc, nó sẽ tàn phá tâm hồn ngươi. Kể từ bây giờ ta sẽ luôn luôn ở trong ngươi để báo thù và chinh phục. Ta đi đây. Khốn nạn, quân sĩ đâu? Hãy theo ta trở về kinh thành giành lại ngôi vua và diện quốc áo cha, mau lên. Brim chàng, Sở A Hốt Gia, Tân Dương anh minh dạng tuế. Dạng tuế. Hoàng hậu và em ta đã tự tìm cái chết. Hỡi bá quan văn võ, hỡi thần dân trăm họ của kinh thành A Hốt Gia, hoàng tử đêm hôm nay trở về triều lên ngôi thiên tử. Máu phải trả bằng máu, xương phải trả bằng xương. Ta truyền chém đầu hết bọn gian thần tông mộ xoắn đế. Tân Dương dạng tuế. Dạng dạng tuế. Brim, nay chàng đã làm vua của trăm họ rồi, chàng đâu còn là riêng của thần thiếp nữa. Xê Đa, nay về lại thành A Ốt Gia, ta muốn hỏi rõ về lòng chung thủy của nàng. Trong những ngày sống trong cung với quỷ Rip, nàng có giữ vẹn chữ trung trinh cùng chồng hay không? Trời ơi Rim, tại sao chàng lại hỏi tiếp như vậy? Hỏi là hỏi vậy thôi chứ làm sao mà tôi tin. Trong cung quỷ nàng muốn toàn mạng sống, ắt nàng đã cùng nó đổi ái trao ân. Có đúng như vậy hay là không? Trời ơi Rim, nếu chàng còn coi trọng tình chồng vợ, tiếp xin chàng đừng ngờ trước hoài nghi và cũng đừng tin lời bịa đặt. Dù ở trong tay loài quỷ dữ, thiếp vẫn trung trinh một dạ cùng chồng. Làm sao ta tin được lời nói của nàng? Ai, ai đâu tin được chuyện này? Chỉ có trời mới biết được mà thôi. Không, có Hanuman con khỉ sắp làm người đã đến ngăn chặn kịp thời khi nàng sắp lao vào vực thẩm quyên sinh. Không, ta không tin ai hết.
Hoàng Quang, hãy thiết lập ngay cho ta một giàn quả trước công thành, đích thân Ba Le thi hành án luật. Anh Rim, tôi phản đối. Im ngay. Ba Le, bây giờ ta là vua, ngươi là một tối thần, phải phục lệnh quân vương. Tuân lệnh. Hãy lui ra tất cả. Giàn quả đã xong chưa? Hãy thi hành ngay án lệnh, mau lên. Anh Rim, chúa thượng, nổi lửa lên. Lửa, lửa, lửa đã cháy. Quân vương, quân vương ơi, tôi xin gửi lại quân vương lời kinh điển. Lửa tắt rồi, lửa tắt rồi. Xê đa vô tội. Chúa thượng ơi, xê đa vô tội. Xê đa ơi, ta đang quỳ dưới chân nàng đây. Chúa thượng, xê đa. Dạ tâu hoàng hậu, chúng em được lệnh tới đây xin điểm trang cho hoàng hậu. Trong khi trong chờ thánh thượng cùng ngồi chung kiểu ngọc, chiều nay đi du ngoạn cho tình thêm nồng đượm, quên hết bao nhiêu đau buồn. Lòng ta đang trăm bề rối bời, sao xuyến trong tâm hồn trong chờ quân vương. Sau những tháng ngày đau thương cách xa đôi niềm vui chăng, ta vẫn một lòng trung trinh, chuyên kiếm không còn cách ngăn lòng ta mong đợi thánh thượng. Đời ta thôi rồi trăm cung, vậy xin hoàng hậu hãy đợi. Tình yêu vẫn là ý thơ, tình vẫn đẹp như chuyện tình nàng xê đa. Quốc vương gia lâm. Bình thân đi xê đa, ôi một xê đa tuyệt vời nhan sắc. Vậy mà lòng ghen hờn ta xúc làm cho tan nát giặt dùi. Xê đa, xê đa ơi, hãy bước vào vòng tay ân ái của ta. Lại đây. Từ nay ta nổi khúc ca tình xuân, vì ghen ta đẩy phím tơ trùng dây. Bấy lâu cao khát lửa hương lạnh tàn, thắp lên cho nóng ái ân thọ tình. Nỗi nhớ tình nồng giờ thơm ấm gối chăn. Giờ đây xin báo thánh quân mừng vui. Điều chi? Tình yêu sai đắm kết qua truyền lưu. Bên duyên ân ái yêu nhì bên mong. Nỗi sao cho hết nỗi vui nỗi dòng vào mong du sơn. Bé hả? Hả? Sâu chuỗi đá? Hoàng tử Diêm, người hãy nhớ sâu chuỗi đá này là của ta, rồi ngươi sẽ gặp lại nó. Xê đa, sâu chuỗi đá này của ai? Sâu chuỗi này hôm qua tiếp mua của một cô gái nghèo ở trước cổng thành. Lão, lão! Sâu chuỗi này quỷ đếp thường đeo trước ngực mỗi lần xuất hiện gặp ta. Nay vừa gặp nàng, trời ơi! Thì ra bấy lâu nay nàng vẫn lén ta giao tình cùng quý điếp. Nàng dỗ ta ngỡ đã quân. Jim, chàng ơi, chàng lại mê sảng nữa rồi. Không, không, ta không mê sảng, mà ta tỉnh lắm. Ta mới phân biệt được sâu chuỗi đa này của nàng đeo là của quý điếp. Anh Jim, chúa thượng, hoàng thượng. Im đi. Im hết đi. Nàng dối ta, lửa đỏ tha thứ nàng cũng đã dối ta. Cả Ba Le, Hanuman, tất cả đều dối ta. Trời ơi, từ bấy lâu nay ta sống với nghi nan hạnh phúc, tình yêu không còn nguyên vẹn nữa. Giờ chứng kiến rõ ràng vết tích xê đa phản bội, lửa hận sôi gan ta muốn xô núi lấp sông mới mong thỏa được cơn đau nhục của riêng mình.
quỷ đã căng ta trong cuộc giao tranh kiếm đột ân tình. Bơ le Hanuman, hai người từng sát cánh với ta giao tranh cùng vua quỷ, nay hai người đứng ra hạ sát Xê Đa bệ hạ. Nhưng không phải tại đây mà vẫn trở lại rừng xưa cho vua quỷ chứng kiến ta hành hình tình nhân của nó. Hãy móc lấy trái tim người đàn bà phản bội để ta xem trái tim kia có mấy nẻo dung tình. Trời ơi! Muôn tông, thần làm sao đành lòng xuống tay cho được bệ hạ? Trời ơi! Giữa con người và con vật có khi chẳng khác nhau. Ta có cần phải học sống làm người nữa chăng? Như vậy là các ngươi Á Tòng với Quỷ Ríp để âm mưu ám hại ta có phải không? Muôn tông, không. Không thì hãy thi hành lệnh của ta. Bở lẽ hạ sát Xê Đa, Hanuman làm nhân chứng, đem trái tim về đây cho ta. Bệ hạ, thi lệnh. Bệ hạ. Lệnh vua đã truyền phán, chú còn đợi chờ gì nữa? Chú hãy giết ta đi, để Hanuman một trái tim này về phục mang. Trời ơi, đau xót quá chị Xê Đa ơi. Hanuman, đây ta cắt mớ tóc thủy chung này, nhờ người hãy gói trái tim đau lệ trọn đời Xê Đa nhớ riêng. Một giả chung tình làm vợ thương chồng nghẹn ngào từ sao đau quá chị Xê Đa. Cớ sao vua lại tâm mờ vì ghen hơn quỷ. Một đời Xê Đa chết đã đành rồi, chỉ thương con dài tưởng mình quan khiên đỡ đau. Trời ơi, một mạng thành hai, làm sao ta có thể đành tâm xuống tay đau phụ? Mà ta phải giết ai đây? Giết chị Xê Đa, giết tình giết nghĩa thôi, thì ta giết Bơ Le để cho vua Rìm thức tình tâm hồn. Trời, Bơ Le, Bơ Le, em về âm cung còn chỉ không cuộc sống đảo điên, chị vẫn còn phải sống, sống để nuôi con và sống để mình quen. Chờ mãi sau cho cháu bé lớn khôn, nó tìm gặp cha kể rõ chuyện đời mẹ nó và kể rõ vì sao chú Bơ Le khi vua dối chúa. Một mạng cô đơn thai hai sinh mạng nặng thân tình. Chú Bơ Le, ta sẽ chết theo chú. Không, không, chị Xê Đa, chị có chết thì em cũng chết rồi. Chú Bơ Le, chị phải sống, chị phải sống để nuôi con. Phải rồi, bà chết nữa là hai mạng người, chú thượng chỉ cần có một trái tim mà. Trời ơi, tôi thề sẽ không nhìn mặt vua Rim cho đến ngày nhắm mắt. Nhưng nếu vua Rim chết trước, thiếp sẽ về thỏa tan cho tròn đạo phu thê. Hanuman, Hanuman ơi, hãy lấy tóc chị Xê Đa, gói trái tim tôi về dẫn vua cứu mẹ con Xê Đa nghe Hanuman. Để hãy nhận trái tim, hãy nhận trái. Bơ Le, Bơ Le. Cầm trái tim gói tóc,
Hanuman thèm được không? Tôi khóc được rồi, nước mắt chảy rồi. Hanuman đã làm người, Hanuman đã làm người. Bơ lẽ tướng công ơi, khi nhận được giọt nước mắt của con người cao quý thì Hanuman phải bắt đầu thương khóc một con người. Với giá trị cao cả tuyệt vời, nghe chuyện động rạc rào như chuyện kiếp Hanuman. Phải sống nuôi cho con nhỏ được nên người. Sẵn liều có ngày xưa, bà hãy ráng chờ Hanuman đem trái tim này về phục mệnh. Rồi từ giả ông vua bất nhân bất định trở về đây săn sóc bà cho tròn nghĩa trái tim của bờ lè. Chào bà. Bóng xê đã trải qua mấy ngàn ngày đi vào thiên cổ mà sao tiếng hát xê đa vẫn còn vang vọng cho tới bây giờ. Còn đâu đứa người bạn tình xưa, sao ta cứ như dương vẫn đợi chờ. Hiện tại hôn mê ta sống bằng kỷ niệm, với những tháng ngày tươi đẹp ân tình nơi chốn rừng quang. Xê đời làm sao tìm nàng ở chốn dương gian, thôi em hãy chờ ta nơi cuối nẻo đường trần. Để đôi mình nối lại duyên tình trót đã dở dang, với bài tình ca vẫn bâng khuâng sao xuyên. Buồn tâu, bệ hạ vì quá nhớ thương hoàng hậu thành ra tưởng tượng như vậy. Giờ nãy giờ thần có nghe tiếng hát nào đâu à? Phải làm sao ngươi nghe được? Vì Xê Đa là vợ yêu quý của ta mà. Dạ muôn tâu. Đó, đó, nghe chưa? Rõ ràng tiếng hát của nàng lân lân reo rắc theo từng bậc cung thương. Ôi nhung nhớ quá, cuộc tình đầy sóng gió, cuộc sống hôm nay sao mà vô duyên buồn tẻ. Ta chán rồi ngôi vị một quân vương. Ta muốn lên đường ngay không cần thu xếp hành trang, về rừng núi cũ ta tìm nàng theo tiếng hát. Hãy thắng ngay cho ta một con ngựa bạch thải lốp thứ dân, rồi mau kiếp đăng trình. Xê đa ơi nàng đi rồi ta thật sự cô đơn, lòng trống trải khi thiếu nàng trong cuộc sống. Tình yêu dài dò ta sống bằng mong máu, nàng sẽ gặp đại vua như thuở còn thắm đẹp tình yêu.
quan. Dạ. Lên đường phụng mạng Câm Vệ quân. Dạ. Hộ gia Thanh quân đến Cẩm Hương đình, chờ thẳng sông Yên Cương một con ngựa bạch, rồi sẽ cấp tốc khởi hành theo vướng lệnh. Dẹp, dẹp hết đi. Dạ muôn tâu. Trời ơi, bệ hạ đi bộ rồi. Cẩm Vệ quân. Dạ. Đi bộ theo hộ gia Thanh Hoàng, mau đi, mau đi. Ô, hay quá. Hay quá. Ta tới vừa kịp lúc. Nè nè, hai ông ơi. À, hai ông. Có chuyện gì vậy cháu? Dạ, hai ông hãy làm ơn chỉ giùm cho tôi biết nơi nào ghi tên tỷ thí. Tôi mới từ rừng núi xa xôi vừa kịp đến đây để thử sức thi tài. Đường xa xa xôi đi suốt nửa ngày, thi xong rồi thì tôi phải về ngay. Nè, chú đã có công ráng mà thi đậu, danh phận rõ ràng kẹo uổng công đi. Nè chú em ơi. Dạ? Chú em đi có một mình hay có người nhà dẫn chú đi thi? Tôi trốn mẹ tôi đi có một mình. Ông làm gì mà nhìn tôi kỹ vậy ông? Ồ, trời ơi, cha mẹ ơi, giống quá chứ. Nè chú em ơi. Dạ. Chú em nghe tôi hỏi nè. Bây giờ tôi dẫn chú em đi thăm đền đài cung điện nè, đi thuyền hóng gió trên biển nè, chú em có thích không? Ồ, thích lắm. Thích hả? Ồ, nếu vậy thì mình đi. Bác lên đó, bác lên đó. Hoàng quan. Dạ. Việc gì mà rầm rầm rộ rộ vậy? Ta đã dặn rồi, sao chẳng để cho ta yên hả? Dạ muôn tâu, có kẻ trộm ngựa của vua, quân bay. Dạ. Đuổi theo dây bắt nó. Dạ. Khỏi cần dây bắt. Dạ, dạ có tôi đây. Dạ ngu thần, kính cẩn xin ra mắt đức vua. Nhà ngươi là ai? Dạ muôn tâu, hắn là tên ăn trộm khét tiếng ở kinh thành áo gia này đó. À, ta nhớ ra rồi, nhà ngươi là? Dạ muôn tâu đức vua, dạ dạ thần tên là Sa Yên. Ngươi tài giỏi thật, ngài ta rời kinh thành, ngươi trộm của ta gói bạc và cả bánh mà ta cũng không hay. Dạ dạ muôn tâu bệ hạ, dạ từ ngày đó thần cũng bỏ nghề ăn trộm luôn. Dạ từ nay về sau xin bệ hạ hay gọi tên thiệt đi, tên cúng côn của thần á. Dạ tên là Sa Yên. Đúng rồi. Dạ. Ta tên ngươi vì ngài ta trở lại ngôi vua, ta tìm ngươi bán cho bổng lộc, ngươi dám từ chối vậy mà? Dạ muôn tâu bệ hạ, sở dĩ thần ăn trộm ngựa của bệ hạ là vì chỉ có cách đó thôi. Chỉ có cách đó thôi thần mới vượt qua được hàng rào cảnh gác của quản quan và cận vệ. Ngươi muốn gặp ta để làm gì? Bệ hạ đã tin thần là một kẻ cắp. Thế tại sao bệ hạ không tin vào lòng trung vĩ của hoàng hậu Xê Đa? Sống trong an nguy mà vẫn giữ được tiết hạnh. Sa Yên ơi, đó là nỗi khổ đau đã dằn vặt ta suốt mười mấy năm qua. Tên kia, thành gươm trong tay nhà ngươi đó, nhà ngươi hãy giết ta đi, còn hơn những lời trách mắng của nhà ngươi. Hãy giết đi, giết ta đi. Bệ hạ ơi, thần là kẻ bất lương thì làm sao có thể dung gom giết chết một đấng quân vương đang trị vì cấm họ. Thần chỉ xin bệ hạ xuống lệnh chém đầu kẻ u mê hờn ghen vô cớ. Đã giết vợ giết con mà lòng chẳng chút thương tình. Thần là kẻ bất lương mà còn động tâm phẫn nộ bất bình. Nó là ai? Dạ muôn tâu, là một bậc vương tôn trưởng giả,
con người vợ trung trinh bị giết lúc mang thai. Thôi, ta hiểu rồi. Có phải người chồng giết vợ tên thật là Vinh, còn vợ hắn là Xê Đa hoàng hậu, có phải vậy không? Dạ muôn tâu, là bậc minh quân, thần xin vua đừng tha tội cho tên Phim đã giết bạn chân tình. Ôi, một tên ăn mày, một tên ăn trộm điêu linh, mười mấy năm dư vẫn chưa quên ân nghĩa nhỏ, thì cho dầu có chết vì âm mưu của quỷ còn hơn sống chịu dài do tâm sự bởi ăn năn. Kìa, Hanuman! Hanuman! Dạ, xin chào quốc vương. Hanuman, ta đã cho người tìm kiếm bấy lâu nay, sao cứ lẩn trốn ta hoài vậy? Xin đức vua cho tôi được thành thật tỏ bày, tuy tôi có hình dáng xấu xí nửa người nửa thú, nhưng tâm hồn tôi quyết chuyển làm người. Khi bước chân ra đi rời xa rừng thân yêu cũ, tôi những mong thay tim thành nhân, tình thương nghĩa nhân sâu. Nhưng đến nơi kinh đô người sao nhiều mưu thâm ác, tôi bỏ đi theo ai mà tâm bền như núi sông. Thần từ bỏ rừng sâu theo bệ hạ chịu bao nỗi khổ đau của một kiếp người cơ cực. Là thần chỉ mong sao biết khóc như con người bằng dòng lệ ứa từ nơi trái tim được tuôn ra trên đôi mắt chân thành. Tháng lăng thần sống ở kinh thành, điều ác ngữ trị lòng người thành chai đá, người sao cứ quán thù người cho tràn ngập thương đau. Từng đêm dài thao thức suốt canh thâu, thần dần thầm nghe tiếng mưa gào gió khóc, và rừng réo gọi thôi hãy qua về kiếp thu, đừng ham chi kiếp sống một con người. Trời ơi, ta không còn cách nào cứu ta nổi, thì làm sao ta có thể giúp người? Hanuman, bây giờ ta cô đơn quá, người không bỏ ta chứ? Tâu bệ hạ, dù tâm trí có tràn ngập trong bóng tối mong lung, thần vẫn thầm khao khát tình yêu và cuộc sống. Thần mong kể bệ hạ nghe chuyện trái tim cao thượng, và chuyện bơ le biệt tích chẳng chút tâm hơi. Đúng khi thần tuyệt vọng bởi tình nghĩa con người, thì bơ le lại tặng cho thần trái tim cao thượng. Thần được rơi lệ khi bơ le tự giận, để mẹ con hoàng hậu Xê Đa còn sống được trên đời. Hả? Người nói xấu? Hoàng hậu Xê Đa còn sống à? Bằng chứng đâu? Nè, coi chừng mang cổi khí quân phạm thượng. Bằng chứng là chính trái tim cao thượng đó đã giữ vẹn toàn cho vua Phim cuộc sống tương lai. Hanuman, người nói thế có nghĩa là? Nghĩa là khi bơ le giao cho thần trái tim nóng bỏng của mình dâng trình bệ hạ,
là Bơ Le giải cho thần một bài học đầu tiên về lòng nhân ái của con người. Trời ơi, ta hiểu rồi, Bơ Le ơi, ta hiểu rồi, ta... Từ đó, thần Nguyễn theo Hoàng hậu Xê Đa tiếp tục học làm người. Và bây giờ, thần dẫn về đây cho bệ hạ một cậu bé. Cậu bé? Cậu bé này là gì? Là là, cháu hãy hát bài hát mà cháu ưa thích nhất cho ông này nghe đi. Không đâu, mẹ dạy cho hát bài hát này á, có dặn là chỉ hát cho một người tên Rim nghe thôi mà. Ra là, ông này là vua Rim đó, hát đi cháu. Không đâu, mẹ dặn hát cho người có tên Rim nghe, chứ đâu có dặn hát cho vua Rim nghe. Mẹ nói ha, mẹ ghét mất vua lắm. Chú Hanuman, chú quên lời của mẹ cháu dặn rồi sao? Sao? Mẹ bảo không được đến những nơi vua chúa ở kinh thành Aốt Già, không giao du với kẻ sang giàu. Chú quên rồi hay sao? Vậy mà hôm nay chú cãi lời mẹ tôi đến thăm ông này, ông là đức vua. Ra là cháu có biết cháu với đức vua có quan hệ thế nào không? Làm sao cháu biết được? Còn đức vua, đức vua có biết không? Ta cũng như cậu bé, ta có biết gì. Vậy thì cháu hát đi. Tiếng hát và bài ca sẽ làm cho hai người hiểu nhau hơn, gần nhau hơn. Vậy ha. Nhưng mà tôi giao trước rồi nha. Tôi hát cho người mang tên Rim nghe, chứ không có hát cho vua Rim nghe nha. Được rồi, hát đi cháu. Người không tình yêu tham thế khác gì, ai ơi cánh buồn không nỡ qua. Căng thề lao mắt nghe lòng đớn quá, rạc rào ý sống trong ta. Tình vẫn thiên thu tình sống cho tình. Bài hát còn đây mà người xưa đâu vắng bóng xa hình. Cậu bé ơi, cậu là ai mà biết bài hát đó? Hanuman, lời ca quyện tròn làm rối cuộn lòng ta. Bài hát này mẹ thường khi ru tôi ngủ mẹ ngân nga, mỗi lúc dài tôi ca mẹ thường rơi nước mắt. Hanuman ơi, linh cảm trong ta, lòng ta se thắt. Giữa cậu bé và ta đây dường như có luồng điện cảm vô hình. Tâu bệ hạ, vì muốn giữ hòn máu thành hình vô tội mà Bơ Le dẫn tim mình tự sát. Ra La là mầm giống tình yêu của vua Prim và hoàng hậu Xê Đa. Hả? Nó là con của ta. Ra La, con không. Ông đâu phải là cha của Ra La. Mẹ bảo cha đã chết từ khi Ra La còn nằm trong bụng mẹ. Trời. Mẹ kể rằng cha của Ra La nghèo tiền nghèo bạc, nhưng nhân nghĩa cha giàu hơn vua chúa
xứ sở áo da. Cha là thợ săn trong rừng, bữa đói bữa no, sống với mẹ bằng tình yêu của bài ca ân ái. Ra là được kết tổ trong tình yêu kỳ tuyệt ấy, lúc mẹ sanh ra là thì cha lại qua đời. Bây giờ tự nhiên ông nhận là cha ruột của tôi mừng lắm, nhưng không tin mình có phước. Tôi thường buồn nỗi bất hạnh của mình hơn bao người khác. Tôi chưa từng một lần được gọi mày tiếng cha ơi. Ra là, ra là ơi, con hãy đưa cha về gặp mẹ con, là con sẽ tỏ tường sự thật. Ê, không được đâu, mẹ cấm không cho dẫn ai về biết chỗ ở của mẹ hết á. Không hỏi ý mẹ hả? Mẹ rầy chết à? Phải không chú Hanuman? Đúng vậy, nhất là đối với bệ hạ, Seda càng không muốn cho bệ hạ biết chỗ ở của nàng. Thôi, mình về đi chú Hanuman. Đi cháu. Hanuman, Hanuman ơi, ngươi đã thương dẫn Ra La đến gặp ta, cho cha con nhìn mặt. Một lần nữa ta gian ngươi hãy thương ta, mà dẫn ta về gặp mặt Xê Đa. Cho trùng phùng cha con chồng vợ đoàn viên, để Ra La được ấp ổ trọn tình thương mến của mẹ cha. Chú Hanuman ơi, sao lại gặp gỡ thật bất ngờ. Ra là con ơi, đây là sự thật. 10 mấy năm qua cách biệt, vì mẹ hờn cha nên đoạn tuyệt chia lìa. Để cho con trẻ lạc loài thân phận cốt côi, đau lòng cha lắm con. Cha gặp con đây mà đau đớn nghẹn lời. Cha, cha con đây mà mẹ con nói chết. Nhưng giờ đây gặp mặt con tưởng là cha con. Cha ơi, Seda. Hanuman, như vậy là ngươi đã dẫn Sim tới đây, sao ngươi nỡ dối ta như vậy? Không, không phải Hanuman tự ý phản bội nàng đâu, mà chính ta đã gian sinh, ta cầu khẩn Hanuman đưa ta về đây để gặp nàng đó. Muốn tâu, lệnh ấy của hoàng thượng ban xuống, Seda này không thể không tuân. Vậy xin phép hoàng thượng cho Seda này được lui chân. Seda, Seda, Seda ơi, 10 mấy năm qua ta vô cùng ân hận. Từ khi ta hạ lệnh giết chết nàng, cũng là ta tự giết chết cuộc đời của ta đó. Seda ơi, thờ ấy ta không giết được quỷ dữ trong ta, ta không xua đuổi được mọi điều ô tối. Bây giờ lòng nhân từ đã trở lại trong ta. Rim bây giờ là rim của Seda, của bài ca tình yêu diễm tuyệt. Seda, hãy theo ta về thành Aodhya, vợ chồng ta sẽ sống lại mối tình chung thủy. Đội ơn chúa thượng đã đói hoài đến thiếp, nhưng thiệp không thể.
Sê Đa, nói như vậy là Sê Đa chưa tha thứ tội cho ta sao? Nghe hoàng thượng thật lòng phân dạy, Sê Đa cũng mong cho hoàng thượng sớm hồi tỉnh nhân tâm. Nhưng trở về kinh thành Á Ốt Gia thì Sê Đa này không còn hy vọng. Tại sao thế hả Sê Đa? Bởi vì chốn ấy Sê Đa không làm sao không thể nhìn lại cảnh cũ, cảnh vàng quả thiếu, cảnh hoàng thượng sớm lệnh giết Sê Đa. Trời ơi, Sê Đa làm sao quên được cái chết của Bơ Le, cái chết của con người đầy nhân nghĩa. Trời ơi, như vậy là nàng vẫn chưa tha thứ lỗi lầm của ta sao? Xin bệ hạ thứ lỗi, Sê Đa không thể quên được vàng lửa đỏ, không quên được trái tim của Phơ Le, và không quên được lời nguyện. Sê Đa, đừng bỏ ta, Sê Đa ơi, đừng bỏ ta. Sê Đa ơi, lời nguyện gì mà khắc nghiệt đến nỗi nàng phải nén già yêu thương. Mười mấy năm vẫn về tình chung thủy, sao nỡ quên câu vợ chồng cũ xa nhau không rủ cùng sum vầy. Vì ngang trái ly tan tình tái hiệp sẽ tròn đầy. Sê Đa ơi, ta đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, trở lại rừng núi này cùng giao khúc tương tư. Tiếp e tình yêu không còn đầm thắm như xưa, vết thương cổ chưa lành Sê Đa thành người có tội. Sê Đa đừng bỏ ta, thật lòng ta sám hối. Nếu nàng bỏ ta, ta thề sẽ chết cho nàng được giữa lòng. Muôn tâu, Sê Đa nhắc lại lời thệ nguyện của mình. Nếu chúa thượng liệt cuộc sống, Sê Đa mới về thọ tang đi cùng quân dương trọn nghĩa vợ chồng. Giờ đành xin bay biệt cung. Sê Đa, Sê Đa, Sê Đa, Sê Đa, ta nhất quyết phải giúp cho nàng tội nguyện. Ta sẽ không sống nổi vì thiếu bóng nàng. Sê Đa, Sê Đa ơi, Sê Đa. Loa, 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 đức vua Liêm đã băng hà, tuyền dân chúng thành Á Ốt Gia thọ tang 3 ngày để tưởng nhớ một vị vua anh minh của xứ sở. Về đây với kinh thành xa xưa cổ kinh, Bơ Rim ơi, thiệp vội vã về đây để kịp cùng chàng chung chuyến đò yêu. Cái chết mới là nơi chung cuộc bôi xóa thương đau, nhưng không thể giết tình yêu bằng cái chết. Bơ Rim ơi, em sẽ theo chàng. Mẹ, kìa mẹ, mẹ vừa nhai nuốt cái gì vậy? Ra La. Dạ. Mẹ vừa nuốt tội lỗi con người vào giữa ngực, để khỏi nghẹn ngào nói với con. Cái người làm vua tên là Bơ Rim mà con được gặp, và ca cho người nghe bài ca tình yêu mẹ dạy, chính là cha con. Chùa xứ Á Ốt Gia này đến nay lâm biệt, tôi đành chia xa nước non. Mẹ ơi, sao ngày đó mẹ không cho con theo cha cho vẹn tròn tình thâm phụ? Hôm nay mẹ mới cho con được gọi cha ơi, thì cha con đã...
lẩn khuất bóng rừng khuya, bước từng bước chập chờn lung linh theo anh đuốc. Con đứng lặng trông theo lòng rơi buồn rơi nước mắt muốn gọi cha ơi mà thốt chẳng lên lời. Tội nghiệp cho con tôi, chưa kịp cạn nước mắt khóc cha, giờ phải thêm một lần khóc mẹ. Không biết rồi đây cuộc đời con trẻ sẽ về đâu. Mẹ, mẹ nói gì lạ vậy? Thôi, mẹ con mình vào hành lễ phụ dương con đi, nghe mẹ. Trời, mẹ, sao tay chân của mẹ lạnh ngắt như vậy? Da mặt tái xanh, môi tím bầm như vậy, chắc là mẹ bị ngộ độc rồi. Mẹ ăn lá độc rồi phải không? Chú Hanuman, báo người ta cứu mẹ tôi, báo người ta. Prim, Seda. Cha, Prim, chàng còn sống đó sao? Như vậy là chàng đã lừa dối thiếp. Không, Seda ơi, đây không phải là lừa dối. Mà ta muốn giúp nàng xô bỏ lời nguyện cho cha con chồng vợ tương phùng. Loan tin ta đã băng hà, nàng mới trở về Otchia cho chồng vợ gặp nhau vui bỏ ngày tháng đau. Giờ tận mặt nhau rồi, ta là Rim của Seda đây. Quân Dương, mẹ ơi, sao tay chân của mẹ lạnh ngắt như vậy? Tay chân mẹ lạnh ngắt như đồng, như mẹ mệt nhiều. Cha ơi, mình phải làm sao đây hết cha? Seda, con hãy đưa mẹ con về cung điện cho người điều trị bệnh tình. Đã muộn rồi, Quân Dương ơi, Seda về đây trước linh cữu của Quân Dương. Thiếp sẽ hẹn cùng Quân Dương nối lại tình xưa nơi kiếp khác. Nên thiếp đã chọn cho mình một chuyến ra đi vĩnh viễn không về. Trời ơi, lá độc, mẹ rơi đa. Tôi coi như thiếp vẹn câu thề, thiếp ngỡ về đây gặp chàng nơi cõi lạ, không có chuyện ghen hờn ti tiện đi cùng nỗi chuyện mai sau. Nhưng tôi thế này cũng đã toại lòng nhau, gặp chàng thiệp ra đi bằng tấm lòng tha thứ. Bài hát năm xưa sẽ đi vào thiên cổ, trước phúc lâm chung thiệp hát tặng. Ra là con Prim chàng. Người không tình yêu tham thế khác gì, ai ơi cánh giường không nỡ qua. Khăn thề lão mắt nghe lòng đồn qua, thăm hồn
nàng đã trút hơi tàn sau tiếng hát giọt lệ quân dương xin ốp xác bà chung tình. Bà Xê Đa, má tôi nóng, môi tôi mặn bởi suối nguồn nước mắt long lanh. Thế nhân ơi, từ nay tôi làm người biết khóc. Xê Đa ơi, tình yêu của nàng bao la so cùng trời đất, chiến thắng quỷ dư cho tình đẹp đến muôn đời. Cha ơi, mẹ con chết mà mẹ mỉm cười kìa cha. Ra là con. Dạ. Mẹ con đã vĩnh viễn ra đi, để lại cha con ta một mất mát đau thương vô hạn. Đây là cái giá phải trả, nhưng trả bằng sự lỗi lầm hối hận của cha. Chị thương con, chị thương con vô tội, lại cũng phải gánh chịu thiệt thòi này. Ra là từ nay con thay cha lên ngôi trị vì thiên hạ. Cha tin rằng con sẽ sáng suốt hơn cha, con sẽ không gặp lại lỗi lầm ân hận của cha ngày trước. Con hãy truyền lệnh cha cử hành tang lễ đi. Tuân lệnh phụ vương. Thế hệ Ra La sẽ dựng nên đền đài trên kinh thành mới, sẽ ghi lại trên đá những gì đã xảy ra trên xứ sở đau thương này. Và trên bốn mặt tháp trên cao kia, chúng ta sẽ tạc tượng qua gương mặt và nụ cười vĩnh viễn của Hoàng Thái Hậu Xê Đa.